Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì sẽ là bộ sưu tập áo trễ vai của mình. Và trước khi video này bắt đầu thì mọi người đừng quên ấn nút subscribe nhé. Và bây giờ cùng bắt đầu thôi. Bắt đầu với chiếc áo cực kỳ đơn giản này của Ly bé. Áo này thì mình mua hồi mình mới về Việt Nam, khi mà mình đã nhìn thấy một chiếc áo tương tự ở Topshop nhưng mà giá nó cao ngất trời. Thế là về Việt Nam phải mua luôn. Chiếc quần short bò này mình mua ở trong chợ sinh viên ở Hàn Quốc, thế nên là mình cũng không biết đây là brand gì. Nhưng mà mỗi khi mình mặc thì bạn bè mình đều nói là quần này là quần xòe xe, trông như kiểu vừa ngã xe xong ấy, không biết có ai thấy thế không? Tiếp theo là một chiếc áo đến từ Dechic. Chiếc áo này thì cũng không hẳn là áo trễ vai bởi vì nó có phần dây ở hai bên. Nhưng mà mọi người nhìn thấy là nó có phần dây buộc giống kiểu trễ vai, rất là xinh. Và cái này thì có thể tháo ra tháo vào được. Tuy nhiên là lúc mặc mà không có người buộc cho thì hơi khó khăn một chút. Để cho thoải mái thì mình vẫn mặc với quần short bò mà mình mua ở chợ Hàn Quốc. Thế nhưng mà mọi người hoàn toàn có thể kết hợp với quần dài hoặc là váy dài sơ vin vào một chút cũng rất là thanh lịch. Đến chiếc váy trễ vai đầu tiên rồi đây. Đây là chiếc váy bò mà mình mua ở Express ở Mỹ từ một năm trước thì phải. Cái này thì dáng nó cực kỳ rộng nên lúc nào đi ăn buffet mình cũng chọn váy này đầu tiên vì sẽ không bị lo hở bụng. Vì váy khá đơn giản nên là mình đã lấy vài chiếc huy hiệu mà mình mua ở Nhật và cài lên trên váy, cùng với cả đôi bông tai hình bông này siêu xinh. Đây là đôi bông tai mình thích nhất trong video này luôn. Và đây, chiếc áo màu đen này có thể gọi là bánh bèo nhất trong các loại áo. Mọi người nhìn thấy là ở dưới thì có phần ren, thế nên là đã điệu rồi. Nhưng mà ở trên phần tay thì còn điệu hơn nữa vì có những cái họa tiết gấp như thế này. Vì váy này đã bánh bèo rồi nên mình sẽ không mặc gì rườm rà, mặc quần short trắng và đeo choker màu đen như thế này này. Ngoài áo, váy thì mình còn có cả jumpsuit trễ vai nữa. Jumpsuit này đến từ Dechic, có thể mọi người đã nhìn thấy mình mặc khá là nhiều lần rồi. Một điều mình thích khi mà mặc jumpsuit đấy là không phải suy nghĩ xem là mặc áo gì, kết hợp với quần gì, chỉ cần mặc một phát là được luôn. Thế nhưng mà mỗi lần mà đi vệ sinh thì nó hơi khó khăn một chút. Ai công nhận với mình, giơ tay. Và đây là một chiếc váy trễ vai mà mình nghĩ bạn gái nào cũng có. Vì khi mà mình mới về Việt Nam, mình rất bất ngờ vì hầu như cửa hàng nào cũng bán. Vì nhìn nó rất đơn giản thôi mà lại còn dễ mặc nữa. Váy này mình thích vì chất mặc thoáng và rất dễ kết hợp với phụ kiện. Ở đây thì mình kết hợp với đôi bông tai lúc nãy mình nói rồi. Và một chiếc kính từ Floral Punk. Mỗi tội là mình không nhớ váy mình mua ở đâu vì mình mua ở bên Thái trong trung tâm thương mại. Đến chiếc áo này thì chắc chắn mọi người phải biết là mình rất thích đồ của Dechic rồi. Chiếc áo này thì cũng từ Dechic và điều mình thích nhất đó là cái chất của sản phẩm này. Nhìn thì rất đơn giản thôi đúng không? Thế nhưng mỗi lần mặc vào cảm giác như mình đang bay trên mây ấy. À đấy, với cả dáng của nó cũng rộng nữa nên là cực kỳ thích hợp nếu bạn nào đi ăn buffet. Lại là một chiếc áo mà mình không biết của brand nào vì mình cũng mua cái này ở Hàn Quốc. Áo này cực kỳ dễ kết hợp, nếu mọi người thích thoải mái có thể mặc quần short. Còn nếu cần thanh lịch điệu đà hơn một chút thì có thể kết hợp với cả chiếc váy đen như mình đang mặc ở đây từ Momoko. Nhìn thì hơi dừ một chút thôi, thế nhưng mà không phải đi đâu cũng mặc quần short được mà đúng không? Chiếc váy tiếp theo đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn trên Instagram của mình. À, nếu bạn nào chưa follow Instagram của mình thì nhớ follow đi nhá. Đây là một chiếc váy dài đến từ Coco Xin. Và mỗi khi mình mặc mình cảm giác như mình là một công chúa ấy, vì nó có rất là nhiều lớp khác nhau. Và để kết hợp với chiếc váy này thì mình có một cái choker mà có thể buộc lên như thế này. Và mình buộc hết tóc lên, đeo một đôi khuyên tai nụ thôi. Cái này thì nhìn nó hơi rườm rà một chút nhưng mà mặc lên rất là xinh. Mỗi tội là chất liệu của Coco Xin thì thường hơi dày nên nếu phải vận động nhiều thì sẽ khá là nóng. Ta-da! Và đây là bộ jumpsuit cuối cùng của ngày hôm nay. Bộ này đến từ Amon Avis. Khi mà mình đi Next Beauty Fest thì mình có mặc rồi, không biết bạn nào còn nhớ không? Thực ra khi mua bộ này ở cửa hàng thì mình vẫn chưa ưng lắm. Thế nhưng mà đúng là mặc lên nhìn nó rất thanh lịch và lịch sự. Mỗi lần đi đâu, kể cả đi đám cưới, mình cũng có thể mặc bộ này được. Ưu điểm của jumpsuit đấy là nó có thể che được hầu hết tất cả những khuyết điểm ở trên cơ thể mình nữa.
Bộ jumpsuit vừa rồi thì đã kết thúc bộ sưu tập trễ vai của mình. Thực ra thì còn 1-2 chiếc váy nữa, nhưng mà hôm đó thì mình đã để quên, nên là có thể mình sẽ update mọi người trong video tới. Đừng quên subscribe để có thể xem được những video tiếp theo nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye.